Nobita, làm toán đi. 10 đồng, 10 đồng. Chịu không? Thực sự là hơi bất ngờ khi mới được nhận một câu hỏi như thế này. Tại vì em chào chị Thủy. Dạ, chào mọi người. Thực sự là hơi bất ngờ tại vì rung luôn rồi. Thực ra thì 10 năm đối với chúng ta thì có thể là mình nghe thì nó rất là dài, nhưng mà mình qua một cái khoảng đường mà mình đi với nghề á, thực sự là nó rất là nhanh, nó lướt vội lắm. Và khi mà mình nhìn lại, mình không nghĩ là mình đã đi được với một con số mà 10 năm như thế. Và nhìn lại những cái quãng đường mình đi, mình sẽ có vui, có buồn, và mình sẽ thấy được, mình học hỏi được rất là nhiều từ các vai diễn cho đến các bạn đồng nghiệp, cho đến các anh chị. Rất rất nhiều thứ mà khi mà ngồi lại với một câu hỏi, Tiên có thể nói từ đây cho đến sáng ngày mai, Tiên có thể nói hết được cho các bạn nghe. Sẵn đây thì để mà tái hiện lại một câu câu để trong nhân vật diễn viên của mình á, thì nhân tiện đây là sắp đến 20 tháng 11, thì thứ nhất là sẵn ở đây hiếm khi nào Tiên được gặp anh Bá Nghị, và vô cùng hiếm hoi để em được gặp chị Thủy. Thật sự một lời tri ân rất rất lớn với những con người đã cho Tiên ngày hôm nay. Anh Bá Nghị đã dạy cho Tiên rất là nhiều về những cái kỹ thuật để mà làm màu, làm sao để cho mình giữ được cái linh hồn của nhân vật. Và cái người mà luôn luôn dõi theo tất cả các bạn diễn viên ở đây, đó là chị Thủy, người đã động viên cho tụi em, người đã cho tụi em từng cơ hội rất rất nhỏ để mà mình có thể sống với nghề. Em xin trân trọng cảm ơn chị. Mọi người ơi, sắp đến 20 tháng 11 rồi, mọi người có mua hoa tặng thầy cô chưa? Nobita làm hoa đẹp lắm á nha. Rẻ lắm, 10 yên một tờ. Nobita, làm toán đi. 10 đồng, 10 đồng. Chịu không?